14 giờ ngày 20 tháng 10, tại cảng chi đội kiểm ngư số 3, tỉnh Quảng Nam, quân chủng hải quân bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho biên phòng và các cơ quan chức năng theo quy định. Trước đó, ngày 16 tháng 10 và ngày 17 tháng 10, tàu QNA90129TS và tàu QNA90927TS đang lao động hoạt động tại vùng biển gần đảo sông Tử Tây thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Trên tàu có lần lượt 54 người và 39 người. May mắn, những tàu hoạt động gần đó đã cứu được tổng cộng 78 thuyền viên, 15 ngư dân mất tích. Trưa ngày 17 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 trong số 15 người mất tích. Bộ Tư lệnh Hải quân sau đó điều động các tàu 467, 471 và 735 đến khu vực các tàu cá bị chìm, phối hợp các lực lượng trên biển tìm kiếm, cứu nạn ngư dân, sau khi đón 83 ngư dân, trong đó có 78 ngư dân của hai tàu gặp nạn, 5 ngư dân tàu khác xin về cùng, và 2 thi thể lên tàu. Cán bộ, chiến sĩ tàu 467 Hải quân đã thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân và tổ chức bảo quản chặt chẽ, chu đáo 2 thi thể. Hiện, cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu 471 và 735 quân chủng Hải quân đang cùng các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tàu cá và các ngư dân mất tích.